Rồi, tiếp tục ngày 28 tháng 12 á, mình chào anh chị các bạn đã quay được kênh của mình. Hôm nay có đi được mấy món, có anh em tham khảo. Món nào phù hợp thì cứ nhắn tin trực tiếp vô số điện thoại mình để chốt hàng ha. Thì tất cả đồ trên đây mình bán chuyển khoản, mình sẽ bao hết tất cả phí vận chuyển nha anh em. Và anh em lưu ý thì khi anh em nào chốt hàng á, thì cứ nhắn tin trực tiếp vô số điện thoại mình để chốt hàng ha. Đó, nhiều khi mình đăng video xong mình đi qua đường mình không có nghe điện thoại được thì anh em thông cảm với mình là cái là tin nhắn nhiều quá mình trả lời không có hết á, anh em thông cảm với mình ha. Thì tất cả anh em mua hàng thì cứ nghe rõ cái video mình nói trên đây nha anh em. Sản phẩm nào nó có bị hư cái gì và trục trặc cái gì mình sẽ nói rõ cho anh em và mình sẽ không gửi hình qua nhắn Zalo nữa ha. Đó, mình quay rõ ràng kỹ từng chi tiết từng món cho anh em có bị trục trặc gì hay đâu mình chỉ khuyết điểm ở đó cho anh em hết ha. Cái này cái kính camera này là mình mua giùm thôi anh em, mua giùm cho ông khách nữa thôi. Mình có một cái xài cái này mình mua giùm ha. À, nhiều anh em vô hỏi mình mua 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 giùm mà chơi vô chơi mắc rẻ. Đó, cái này thì mình mua giùm thôi, chơi mắc rẻ thì anh em tự đi mua đi, hỏi mình mua làm gì ha. Đó, nếu anh em có tiền đó, thì đập thẳng cái Google chơi đi nè. Giống như mình đam mê camera mình vẫn chơi Google nè. Đó. Mình chơi mắc rẻ gì. Cái Google hồi đó mua thân máy không hơn 10 triệu rồi anh em. Chưa có phụ kiện gì hết. Đây. Cái này cái camera này này đa số chuyên dụng nó dành cho xe hơi nhiều hơn. Tính chế thì xe Honda. Đó, xe Honda nhưng mà nó thiết kế bắt mấy cái bát thì hơi khó nè, đó đây bát mũ này hơi khó nhưng mà được cái nó làm luôn luôn cả gương chiếu hậu được anh em ha, đây gương chiếu hậu được ha, đó anh em thấy không, thấy bên trong ha. Cái này thì cái cổng cáp này nguồn này anh em phải kiếm cắm vô ha, cái cáp này phải mua, lưu ý là phải mua đúng cái cáp và cầm theo cái này, cầm theo cái cục sạc dự phòng cắm cái cổng cáp vô đúng ha, anh em ha. Đây thẻ nhớ thôi chứ không có gì hết đó. Còn em nào có điều kiện thì cứ mua Google chơi đó. Mà vô đây cái này mình nói đã nói rồi mình mua giùm mà anh em chơi mắc rẻ làm gì, anh em tự đi mua hoặc là có thể mua Google xài ha. Đây này Google đó. Rồi đầu tiên mình vô cái vấn đề số 1 anh em ha. Số 1 có cục sạc Banalink L81 nha anh em, thì cái này cũng còn tem còn khá đẹp, đây là dính dơ tất cả mới lụm về chưa vệ sinh gì hết ha. Con này nó sạc pin tối đa là từ tất cả dòng pin hết luôn nha. Đó, tới pin 28V8 sạc được hết luôn ha. Từ nó từ 10V8 là dòng sạc max tối đa như nó 5A, 6A, 5A anh em ha. Đây, nó sạc từ 10V8 đến 28V. Cái này nó keo nó bị dở lên tí nè, đây nó dán cái chữ gì tem cái gì đây, không biết, bạn là 81 ha. Còn khá được tem như vậy gọi là được, bán giá 320 ha. Cái này mua về nguy hiểm, mua sạc là mình mua mù không, mình đâu có mua được thử điện đâu. Chết sống là thạc 81 hay chết đi lắm. Cái này giá là 320 ngàn ha. Đây cắm điện lên nguồn, lát mình sẽ test pin này, mình thử bán luôn cho anh em ha. Đó, 320 cho số 1, tem đẹp ha. Rồi số 2. Số 2 là một cái cục sạc nha anh em, sạc Hiti. Đó, sạc hết tất cả dòng pin luôn anh em, tới 36V luôn ha, từ 4V đến 36V nè. ACS nè, cái hiệu cuối là ACS Hiti nha anh em ha. Đây. Thì con này có thể làm được 220 anh em, từ 36 đến 36 luôn. Max 7,5A, anh em nào muốn 220 thì mình cắt ra cho anh em thành 220 ha. Lưu ý cắt ra 220 rồi thì không có xài được điện 110 nữa nha anh em ha. Đó, vậy thôi. Đó. Cái nào cũng vậy, không có lên, không có sửa, không có thay gì hết nha. Làm tí xíu cắt dây còn nguyên y thịt chỏng luôn lên 220. Đó, còn thích dây ở đây nó không có đứt mà nè, nó bị ở đây tóc là miếng nào không có đứt này, dây riêng luôn. Thì anh em nào thích xài 100 hay 220 gì cái nó mình không, mình cắt ra luôn, mở ra cắt cho anh em lấy tiền. Cái này thì mới lấy bãi thôi anh em, lên lên đèn ha, này giờ chưa có pin test nữa, lên đèn thì chắc cú 100% sống rồi. Nó có như sạc 81 à, số 2 ha, giá 420 ngàn đó, 420 ngàn ha. Rồi tiếp tục tới số 3 nè, số 3 là một cục pin ha. Một pin này 350 anh em ha. Pin ba Bana với Nati bên trước đều xài chung ha. Con này tem đỏ anh em. Tem đỏ thì có thể sạc 80 sạc được ha, giá là 350. Tem cũng còn đẹp mà. Đó, hai bên đầy đủ ha. Tem đỏ thì sạc được sạc 80 nên không cần sạc 81. Ở đây mình có sạc 81, mình test sạc 81 cho anh em ha. Test nhận sạc. Đây anh em chú ý nhìn cái đồng hồ nè, nó bị chói. Ở đây cái này là có đồng hồ này có ngày nè, mình có đồng hồ này có ngày. Em nhìn cái đồng hồ giúp mình ha. Đó, 12V hơn 12V hơn tí ha. Đó.
Cái này nó dở cái nó tắt màn hình nha, tự tắt màn hình, không có, nó ít tiết kiệm pin hay gì đó. Mà mình sẽ mở luôn nha nè, mở luôn ha, nó 12V ha, mở luôn tới mình sạc cho anh em coi. Còn đông đẹp không, cái này mới lấy về cũng hên xui nè. Còn cái cục Mai Ta 6A này bán, lát mình mở cho anh em coi luôn. Thôi. Mình buôn bán pin là rõ ràng lắm anh, chứ không có. Về anh em mở ra thấy ruột nó xấu. Tem đỏ là xài xe lớn nha anh em. Xe lớn này sạc 80 ha. Đó, tem vàng xài xe 18650, tem đỏ là xe lớn ha. Tiện cái được xài này, ốc ép còn đầy đủ ha. Đây dính bụi ha, chưa có chà luôn, rửa bụi gì hết luôn nè. Sale nó thì cũng còn tương đối anh em ha, cũng đẹp đó. Cái này 26650 anh em ha. Ở đây nó bị ẩm xíu là mờ lắm anh em, không có thấy lắm nha. Như vậy là còn đẹp rồi đó. Đây anh em thích thì lột này ra thôi, đây lột là được hết ha. Về lột này ra chà lại được hết đó. Thì quan trọng sale nó có đều hay không anh em, lát mình sạc đầy luôn thử coi. Giờ mình để tới cuối clip anh em ha, có đầy lên được 16V luôn nè. Ủa đâu mất hết cái lò xo rồi, à đây lò xo dính trên đây đó, mình sạc đầy luôn. Sạc về muốn xài sạc nào xài, có sạc 80 nhà thì mua pin này xài tiện hơn nè. Sạc 80 giờ rẻ rồi, còn sạc 81 hiện chết hoài ha. Test sạc hồi nãy anh em lưu ý nó 12V hơn tí ha. Đó rồi, cái này là số 3 nha nè, số 3 ha, giá 350 cho một pin ha. Rồi số 4 là một cục pin Mayta nè. Cục pin này mình cũng chia lại của anh em khác thôi, nhưng mà mình không có thích cái tính mà không có thật tình đó nè. Thì cục pin này về ảnh kêu còn sale niêm phong, sale niêm phong này là ảnh gỡ rồi ha, ảnh gỡ rồi ảnh đóng cái sale niêm phong có nó màu trắng nè. Cái đó bây giờ có bán ha, có bán rất nhiều ha. Như mình đóng vô là mình nhìn mình có thể biết anh em, còn anh em nhìn không biết đâu, anh em phải mở ra biết, mình nhìn mình biết xong mình mở ra mình thấy là mình biết liền anh em, đóng luôn đó, chứ không phải là nguyên thủy nè. Nguyên thủy nhiều khi cái pin xấu á, người ta mở ra rồi anh em mà nó còn nhận sạc pin á, cái người ta lấy sale niêm phong lại người ta bán ha, người ta bán người ta la còn sale còn tem còn cái sale niêm phong riêng, pin riêng thật sự bên trong người ta có làm tí rồi nè, làm cái đó thì cũng không không ảnh hưởng gì. Bệnh đó là bệnh thường của gặp của cái đó, cục pin này mà anh em ha. Nhưng mà mình không có thích cái tính là không có nói sự thật không đó, không có nói sự thật. Ví dụ mình bán đồ chết mình có nói sửa cái nào sửa rồi thì nói sửa, cái nào chưa sửa nói chưa sửa nè đó. Như cục này nó không được đẹp lắm nè đó, thì anh bán xong anh làm lại rồi đó, mình chỉ khuyết điểm cho anh làm. Thì anh đóng cái xe niêm phong lại, anh là nếu mà anh bán cho khách á thì anh ta còn xe niêm phong ha, mình mua lại thì mình thấy mình biết đó, mình nhìn vô cái dấu rồi biết rồi. Ở đây có một cục này nó hơi nó ẩm, cái này á là anh em chú ý là nhìn qua đây nó không có xét là ok nè, nó chỉ ẩm vô cái lớp hoài, nó bọc cái lớp keo đó. Bên đây là bên trong nó cũng có chữ rồi, nó bọc bọc cái lớp quắn hoài không ảnh hưởng gì, quan trọng sale nó có điều hay không thôi. Cái vỏ này thì còn khá là đẹp, đây cái này giá 700 luôn nha nè, còn nhận sạc pin ha, nó chỉ bị đứt con trở, anh thay con trở vô thôi đó. Xe hai bên khá là đẹp đó, mình nhìn là mình biết liền rồi nè, đâu mà bùa phép ha ha. Đây con trở này, đây thường nó bị đứt con trở này đó, cái này xịt keo nè, keo này là keo mình nhìn là mình biết liền nè, không phải keo riêng của nó ha đó. Và dán 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 sao dính vô ngóc luôn đó. Này mà, pin tình trạng dày hai bên còn đẹp nha em ha. Ba xeo này thì nó quá long lanh, chứ xeo này thì cũng ok rồi. Xeo này thì nói chung là quan trọng dung lượng nó có đều nhau không, nó là không xài được nha anh em ha. Và mình sẽ đo cho anh em coi ha, thì anh em chú ý nhìn cái đồng hồ giúp mình ha. Pin này mình sạc nó anh sạc đầy rồi nè, đầy rồi. Đó. Giống như tình trạng cục này nếu mà anh em về mở ra nó cái xeo rin mà về anh em mở ra biết đâu nó bị mất nước chống không, nó 20V em, 20V ha, 20V lẻ mấy tí thì một xeo nó sẽ trên 4V tí nha nè. Đó, 4V lẻ mấy nè. Đó, 4V lẻ mấy nha, cặp thứ ba ha anh em ha. Không mà buôn bán mình phải thật tình đấy nè, không thật tình mình không thích mốt không có giao dịch nữa thôi vậy thôi ha. 4V ha, 4V lẻ mấy này. Đều ha, như vậy là khá đều anh em ha. Đó. Có sao thì nói vậy. Đó. Cho người ta biết, anh ta dễ biết cái bệnh đó mình mua. Cái này nó mới đứt trở thôi đó. Nếu mà anh em về không có khui cái này ra như mình nhìn thẳng là mình biết luôn nè, mình nghi rồi, mình nghi ngờ thấy có dấu trượt là biết nghi ngờ rồi nè ha, đó là mình nghi ngờ rồi đó. Mình về
bắt cái là mình nhìn mình biết ngay liền ha. Cái này giá là 700 ha, còn lên 4 đèn ok hết nha anh em, còn nhận sạc pin luôn, test luôn đó, buôn bán rõ ràng, test luôn. Thì nó bị như vậy á thì có nghĩa là bán quầy vốn thôi anh em, mua lần sau rút kinh nghiệm không mua người đó nữa thôi vậy thôi. Đây đèn xanh ha, khi nào mà nó đầy nó sẽ đèn xanh nó kêu tiếng nhạc nè, khi nào sạc nó sẽ đằng đỏ ha, và khi nào có trục chặt pin này nó có trục chặt gì anh em đốt vô nó đã xanh đỏ liền ha đó. Sạc ha à, nó qua xanh là chuẩn bị đầy rồi, cái này là số 4 nha nè, số 4 ha, ở đầy rồi ha, pin nó no rồi đó, số 4 ha, số 4 giá là 700 chục pin mai tay 16A ha, để đây nè. Rồi số 5, số 5 đi. Số 5, số 5 là một cái hộp đựng mũi quang này, còn khá là đẹp đó. Này của sao băng ràng quang hiệu này. Đây chữ sao băng này những đắt đi miếng này. Nó đựng từ 1 ly rưỡi đến 6,5 ly nè không, thì con hộp nhỏ gọn ha. Đây thì bật cái nắp lên này. Rớt hết mũi rồi, thấy cái hộp trông đẹp quá mua luôn. Đây đó, đó là 10 anh em ha, rồi 15 anh em ha, cái chiều dày của nó nè, đó chiều dày của nó là gần 20 ha. Hộp đựng mũi khoan này giá 150.000, đó dính dơ tới cái này chà về mình sạch sơn nó là khá đẹp, dính dơ đến đó giá 150.000 ha, cho mã số 5 nha anh em ha. Rồi mã số 6 nguyên đóng này anh em ha, mũi khoan mũi taro lum ta dính các bạn theo bộ nè, cái này mũi 3 ly nè, 3 ly nó còn giá đây nè 850 y, có mũi khoan đây luôn nha nè, đó mũi này taro 6 ly nè, nó 1.001 yên, 1.001 yên bây giờ ngàn yên nó ra 170 mấy ngàn á nè, giờ còn có 170 mấy à. Rồi, mũi khoan 10 ly của Nachi mới tin chỉ dựng nè, ở đây hai mũi khoan 3 ly 2 còn trong hai mũi ha, và cái này taro 5 ly nè, đi nó đi với cái mũi này nó 3 ly rưỡi nè, mua hết chung đóng em bán chung giá là 200 nha anh em ha. Đây đọc mũi khoan 6 ly trong hộp nó tin sử dụng nha anh em ha, nó có là ba cái mũi taro nha anh em, một cái mũi khoan đi kèm của nó để anh em khoan xong là taro luôn ha. Đây đó, mũi khoan nó như 2,5 ly nè, ở đây có ghi nè ha, đó ba mũi với cái mũi khoan ha, này mũi 10 ly của Nachi sử dụng rồi nè, mũi khoan ha còn kẹp, đây là hai cái mũi này 3,2 ly nha, của Nachi luôn. Còn cái này nó là 6 ly anh em ha, 6 ly thì nó sẽ khoan mũi phân sắt 5 ly nè, 3 mũi taro 6 ly, mũi phân sắt 5 ly nằm trong đây. Cái này xịn đó anh em ha, giá tiền thấy khá là mắc. Đó, ý nghĩa này. Cái này 5 ly, 5 ly thường nó khoan sắt 4 ly 2 nè. Nhưng nó dân 0,8 đúng 4 ly 2. Đó, cái này mũi 3 ly rưỡi ha. Cái này 5 ly, cái này dính xét tới hàng bán chung luôn hết nguyên hộp giá 200 nha anh em ha. Số 6 ha, giá 200. À, số 7 là một cái này gắn cho máy đục nha nè, máy đục đục bê tông á, thì nó 17 nha nè, 17 nhân cho 2,8 á, đó là cái đường kính lỗ là 17 nè, nhân cho 28 tổng chiều dài ha, cái này cũng mấy in ra băng luôn, mới tin sử dụng nha anh em ha. Anh em nào có xài máy đục thì biết đục 17 ly đây ha, đó cái đầu nó không biết cái sơn xịt sơn nó phân biệt nữa nè, nó này giác ha. Cái này thì anh em phải kẹp đây đo nè, đó xài cho máy đục bê tông nha, này của ra băng đàng hoàng 17 ly, có nghĩa là cái đường kính ngang ngang này nó sắc vuông, nó sáu cạnh này là 17 ly ha, tổng chiều dài hết nó ghi là 28 ha, đó vậy ha, có ghi sẵn rõ ràng trong đây, còn khá đẹp mới tinh luôn ha, chưa có dấu hiệu sử dụng, đầu nó anh em nhìn nó sử dụng rồi thì nó sẽ mũi đục ha, mũi đục đây khá là mới tinh, trên đây nó có chữ này, giá 150.000 đây vậy thôi. Anh em nào có đục 17 ly thì mua nó về xài có hộp đại dặn luôn ha, giá 150.000 số 17 ơi, số 7 lộn số 17 giá 150.000 ha. Rồi số 8 nè anh em, cục pin này, cái đèn pin này nó xài cho pin li-ông ha, 18650, có nghĩa là pin nhỏ này anh em mua về bỏ pin vô xài ha, thì nó bóng led nó có một chế độ ha anh em, nhưng mà nó phải kéo ra nè, nó chỉ trên đây ha, từ 250 đến 500.000 2.000 ha nhân, đây nó hiệu đây thôi, và mình thấy cái hiệu nó nè, đây hiệu nó vậy thôi,
VAM ha, hai bên đều chữ như vậy. Thì cái này mình bỏ pin cho thử đây. Đây mình nhìn thấy cái bóng led nó nhân led nè. Trái này trái lồi ha, cái con này trái lồi. Đó thì mình bỏ vô thử ra đèn cho anh em ha. Thì giờ anh em cứ bỏ pin 16850 vô xài ha. Ở đây là mình đang gom ra cái chế độ xa nhất nè. Chế độ phóng xà bự ra, mình đây. Mình khi nào mình kéo cái này nè, kéo cái này nó sẽ gom từng mắt á. Ở đây nó có giống cái từng khía khía nè, nhỏ nhỏ là anh em nhìn ha. Kéo nè, đó. Khi mà nhỏ hết nó cũng sáng nha, cái này nó đang ánh đèn sáng á. Thì cái này á, khi mà anh em rọi hoài á, thấy sẽ ra một cái hình hình vuông, mà cái hình vuông cái giống như cái khuôn hay cái gì đó anh em ha. Đây nè, đó. Khi mà rọi lên anh em thấy không? Nó hình vuông giống như cái con gì á. Sáng lắm ha. Rồi. À, phà ra nè, đó. Vậy thôi. Cái chế độ kéo này nó chỉ ha. Thì này, xong rồi tắt đó, sáng. Trả lội ha, bóng led ha. Thì nó xài pin 18650 anh em. Đó thì về bỏ vô xài ha. Đó, 18650. À, về thì anh em cứ một kim pin thì xài hết xong anh em sạc ha. À, vậy thôi tiện ha, cái này thì về anh em pin này mình để mình thử cho anh em ha, giá 180.000 cho cái đèn này anh em ha, sáng ha, trá lồi thì nó sáng hơn trá bằng anh em, giá 180.000 cho mã số 8. Rồi mã số 9 anh em ơi, số 9 chín này gì? À, số 9 là hai cái đầu nha anh em, hai cái đầu chuyển, một cái đầu chuyển là 1/2, một cái đầu chuyển 3/8. Đầu chuyển 3/8 này có lắc léo nha, hai cái này của Tajima hết nha anh em. Con này có dòng đen, lắc léo này có dòng đen. Và lắc léo này thì nó dài anh em không? Nó dài. Đó, nó dài ha. Đây. Thì do tổng từ đầu tới đuôi hết của nó là anh em ha, nó là 80 ha. Và cái này 1/2 thì nó ngắn hơn anh em. Nó là 60, xài cho máy bắn vít ha. Đầu bắn vít, từ bắn vít chuyển sang bù lông á. Mà một cái thì 3/8, cái 1/2 khá là đẹp ha. Thì anh em chú ý nhìn đây thì nó sẽ chưa có xài, nếu mà xài rồi nó có dấu liền ha. Và cái này thì nó chưa có dấu. Thì cái này cái chỉ có mấy cái lắc léo này á, mới có cái dòng phen này nó có ghi chữ Tajima cho nên anh em ha. Cái này thì nó bị đè chạy tí xíu ha. Đó. Nó mạ, nó sơn mạ, nó sơn như màu vàng vàng vàng, vàng ở Tajima ha. Đó. Lắc léo, có bi đồ đầy đủ hết nha anh em. Và khá là mới, giá là hai cái này giá là 200, mình bán chung giá 200 anh em. Bi nè, khá đẹp ha. Giá là 200, cái bằng 8 cái 1/2 ha. Bằng 8 nó có lắc léo nè, lắc léo để dùng trong cái góc hẹp được luôn. Số 9 ha, giá là 200 cho hai cái này anh em. Rồi số 10 là một cái cần lực cái nè, cần lực này thì nó không có đúng số. Nó đúng số nhưng mà mình nghe anh em nói là không có đúng lực nè. Thường thường cái số 24 này nó sẽ lên 400 mấy hay 500 mấy ký rồi nó ghi đây nè. Cái này 200 mấy nó không có đúng lực, thì anh em nào có biết xài á thì mình nghe nói cái vu rút cái đít người ta có thể chỉnh được, mà mình không có chịu hơn. Không biết làm cái đó, bán giá 180.000 ha. Đó, đây, uống hiệu của hình như Canon hay gì, cái loại này Canon hay gì anh em. À, Tonachi, xin lỗi nó lộn Tonachi. Đây mã thông số nữa, ha. Đây 180.000, số 24 nha anh em. Đứng đúng chuẩn số 24 ha. Ở đây thì dấu dặn nó không có dập gì hết mà nó sẽ bị dính dơ tí ha. Anh em nếu mà nhìn dấu dặn, cần lực này giờ cho anh em điện lạnh đó ha. Nó sẽ nhảy nè. Lực này nó 200 mấy á. Đúng mấy cái con số lớn lớn này nó phải từ, thường thường mình thấy cái số 22 là 400 mấy nha. Đó, số 24 chắc nó phải là con tên 500 mấy nó cỡ đó, cái này ghi 200 mấy là nó sẽ không có chính xác lực ha. Mình bán giá 180.000, thì anh em nào biết chỉnh gửi để đuôi ra chỉnh thì anh em mua ha. Và tại nếu mà cái con nào đúng số thì nó sẽ mất tiền đó anh em, 600-700 diện cây chứ không có giá 180.000. Cái đó số 10 nha anh em, số 10 ha, số 10 ha. Đó, cái này thì dài khoảng 2 tấc hơn thế nữa ha, hơn gang tay mình. Số 10 giá 180.000 ha. Rồi số 11 anh em, một cái cần này, một cái cần này cần siết cho nè, siết mà đầu số 17 19 thôi. Ở đây nó có cái bọc cao su giống như cao su bảo vệ, thế này gỡ được, gỡ được á, gỡ được khá là mới tinh ha. Bên đây số 19, đây số 17, nó có đảo chiều tự động nè, đây ha, đây nè. Đó. Thì tự động bây giờ nó đang dính cao su này, không có xoay được. Giờ không biết đút gì vô xoay được không? Xoay cái này nó kêu quá, mà cây này nó dài lắm anh em, cây này dài 4 tấc này đó, khá là dài, đây khá là dài luôn. Mình lấy thước mình đo thử, cây này nó dài 4, chắc mình nghĩ là 4 tấc nữa, 4 tấc 1 này có luôn cán cái đít ha. Cây này nặng lắm nha anh em, của Gia Băng, đây made in Gia Băng, mà cái đây cái tem gì có thương hiệu gì đó không thấy nữa. Đây tem nó dán hoành vo quá, đây nó có cái tem nó mà rớt, đây nó chỉ dính dơ thế này, có chỗ dính sơn cái này chùi nó ra hết. Cái đầu nó thì anh em nhìn khá đẹp luôn đó. Đầu khá đẹp,
Cây này giá là 250 ha, mã số 11 đây nè. Dài cầm là chắc là chắc. Thế dài thì anh em sẽ dặn được mấy con ốc lớn luôn ha. Giá là 250 nha anh em, số 11 ha. Giá 250 số 11. Rồi số 12. Số 12 là cái cuối clip anh em ơi, số 12, số 12 là một cái đầu quang Haiti ha. Con này nó xấu, chưa vệ sinh gì hết, ra vô thì nhẹ nhàng bán giá 280 ngàn thôi. Ha, cái này đầu Haiti anh em ha, từ bê tông chuyển sang khoan Haiti là của Đức nha nè. Nó kẹp được từ 0 ly tới 13 ly nha nè. Đó, Đức ra vô nhẹ nhàng ha. Đó. Chưa vệ sinh, chưa có chài, cái máy chài con này nó mắc anh em. Nó không có nên chài. Này sẽ dính dơ tí ha. Anh em nào mua cái đầu khoan này đợt này nó rẻ nè. Vệ sinh giả nè. Đó, nó từ 0 tới 13 ly á. Chữ Haiti sẽ nằm chài bá đây anh em ha. 0 đến 13 ly ghi đây nè. Giá là 280 ngàn. 280 ngàn cho cái đầu khoan. Đẹp luôn đó. Đầu khoan Haiti, tất cả đầu khoan là không có đầu khoan nào qua Haiti được nè, chắc đó. Cái này mà về thay cốt này gắn vô cái máy khoan vàng xài là vô địch luôn. Biết chừng nào mới hư nổi. Giá 280 ngàn từ máy bê tông chuyển sang khoan ha, của Haiti nha anh em ha. Giá 280 ngàn cho số 12. Rồi số 12 là cái cuối clip rồi. Thì anh em nào chọn sản phẩm nào phù hợp thì cứ nhắn tin trực tiếp của số điện thoại mình để chốt hàng ha. Đó, lưu ý ha, pin này nè, nãy là 12V là sạc nóng pin ha. Mình sẽ đo lại một lần nữa cho anh em coi nó còn bao nhiêu volt, có lên volt không, và volt biết đâu bộ anh ha. Đây lên volt anh em ha, nó lên 15 volt mấy, anh sắp đầy rồi nè, sắp đầy rồi. Đó, 15 volt mấy nó cục này bảo đảm với anh em là còn được 16 volt, 16 volt là pin còn tốt anh, tương đối tốt. Ba bốn chín, ba bốn chín thứ ba, ba bốn chín khá là đều anh em ha. Đó, xem như vậy khá đều, ba bốn chín, ba bốn chín tư khá đều anh em, phẩy sai thôi, số phẩy rồi. Rồi cái số 12 là cái cuối clip rồi, chào anh chị các bạn, hẹn anh chị trong trong cái clip sau của mình ha. Thì anh em nào có thể chọn sản phẩm nào phù hợp á, thì cứ nhắn tin trực tiếp vô số điện thoại mình để chốt hàng ha. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong clip sau của mình.